Khi ấy, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn vì sao chân như của sắc sâu xa, vì sao chân như của thọ tưởng hành thức sâu xa, bạch Thế Tôn vì sao chân như của nhãn xứ sâu xa, vì sao chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ sâu xa, bạch Thế Tôn vì sao chân như của sắc xứ sâu xa, vì sao chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ sâu xa, bạch Thế Tôn vì sao chân như của nhãn giới sâu xa, vì sao chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới sâu xa, bạch Thế Tôn vì sao chân như của sắc giới sâu xa, vì sao chân như của thanh hương vị xúc pháp giới sâu xa, bạch Thế Tôn vì sao chân như của nhãn thức giới sâu xa, vì sao chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới sâu xa, bạch Thế Tôn vì sao chân như của nhãn xúc sâu xa, vì sao chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc sâu xa, bạch Thế Tôn vì sao chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra sâu xa, vì sao chân như của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra sâu xa. Bạch Thế Tôn vì sao chân như của địa giới sâu xa, vì sao chân như của thủy hỏa phong không thức giới sâu xa, bạch Thế Tôn vì sao chân như của vô minh sâu xa, vì sao chân như của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não sâu xa, bạch Thế Tôn vì sao chân như của bố thí ba la mật đa sâu xa, vì sao chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa sâu xa, bạch Thế Tôn vì sao chân như của pháp không nội sâu xa, vì sao chân như của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh sâu xa, bạch Thế Tôn vì sao chân như của chân như sâu xa, vì sao chân như của pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ sâu xa. Bạch Thế Tôn vì sao chân như của bốn niệm trụ sâu xa, vì sao chân như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo sâu xa. Bạch Thế Tôn vì sao chân như của thánh đế khổ sâu xa, vì sao chân như của thánh đế tập diệt đạo sâu xa.